Thế người ta giả cô bao nhiêu rồi? Giá 3 tỷ 3 tỷ rưỡi rưỡi. Ồ. Thế thôi. bán đi 3 tỷ rưỡi là gửi ngân hàng được nhiều Đón tiền lắm. khách chơi, tao sự chơi với nhiều. À, đón khách để tâm sự chơi với nhau à? Vui hơn. À, vui hơn. Ngày Tết chắc ở đây lúc nào người ta đặt, chắc nhà cô có làm booking không? Có rồi. Thế thì người ta đặt từ 20 Tết chắc khéo đã đặt kín lên lịch ấy nhỉ? Mùng 2 Tết đến 15 nó mới giảm giảm tí. À, một gọi là đến gọi là ít hơn một chút. Và y không ký phòng được. Còn Tết là khách miền Nam ra đây cũng nhiều ấy cô nhỉ? Miền Nam với là Sài Gòn lên nữa. Nên nhiều người ta ở luôn cả Tết. Đấy. Nhìn rất đơn giản thôi, rất hiền hiền, rất nhiều tiền cô này. Nhiều cơ còn để tiêu thì là nhìn đó khác thì Vui vui hơn. hơn. Mấy lại bây giờ bán đi mình lại không có Bán thì nhà mình ở. đi ở chỗ khác thì mình cô Cũng buồn. Mấy là nặng. chỉ có hai nhà bên dưới đây nhưng mà À. là không không đón khách được đấy. À. Là đến là mình gia đình ở thì mình để bàn thờ các kiểu đấy. À, các cụ tổ tiên mình ở đây rồi. Đó là thì là mình không đón khách được thì mình cho một nhà đón khách luôn. Một nhà đón khách, một nhà ở. Thế như mùa này là ít khách rồi, nhưng mà ít khách này có buồn không? Được thứ bảy chủ nhật nó mới có một tí Có một tí. Thế là nhà nhà cô bây giờ còn đi làm, cô còn làm nông không? là hết chứ là Trồng nhiều ngô không? trồng ngô với là dừa hết À. là dừa Thế bây giờ bảo nghề mấy người Hà Nội đấy bảo đổi cái căn đổi nhà dưới Hà Nội lấy nhà này cũng được. ra thành phố chị khuế thì được Không 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 thích đi thành phố à? thì không có lương cái gì mà đi thành phố thì ăn cái gì. Ở đây Ở thì đây thì quen rồi, nó ở đâu mát quen rồi, hơn. mát hơn rồi. Thế nhưng là mùa kia là bây giờ mùa khô là có thiếu nước nữa không? Có thiếu đâu. À, Nhà chị biết có giếng khoan đấy ạ. hai cái bể nước to to. À. Một cái ở dưới ngoài. À. Thế là căn nhà kia là bán 3 triệu rưỡi, 3 tỷ rưỡi thì Chuẩn bị lên rồi. người ta lên kinh doanh hay là người ta ở chơi thôi? Anh kia cứ là khu sư tây ở chỗ tả đi thôi. À, Chắc là anh đi anh cứ là phải. thế là đèn hợp đồng mất 200, à 300, 200. 200, 200, thiệt 200 cho chị dưới biển. Ừ, thôi chấp nhận thôi, làm nào phá vỡ hợp đồng. Thế là ngày, thế là cô cứ ở nhà này, hôm nào có khách thì tiếp, còn không là cũng loanh quanh ở ruộng nương. Chị có khách thì chị ở nhà, không có khách thì chị đi làm. À, con cái là con không, gọi cho nó hỏi là cô con là lấy chồng lấy vợ được phải không? Chưa lấy đâu, Chưa lấy bao à? giờ mới hầu lúc 11. Lớp 11 rồi. Hai đứa đi khỏi thị trấn đâu ấy. À, Thế con gái là hay con trai? một đứa gái, một đứa trai. À. Thế thứ bảy chủ nhật nó mới về đấy Cô về đâu, mấy tháng cô về. chứ. Sao lại không về? Cô về nhà đâu. Như chú nó. À, chỉ nghỉ hè đúng không? Hoặc chủ nhật nó mới cho về thôi. Nghỉ xe thì cho về một tí. À. Nếu mà thứ bảy chủ nhật cứ ở trong trường thôi. À. Đây là lên là căn nhà này là đầu tiên đấy nhỉ, với căn nhà kia. Nào có tiền để xây cái nhà như cô này, ô đẹp Thế thật nhưng đấy. mà là càng ngày càng đông khách thì là mình có phá rồi, kệ nó À. ở như thế nào đây. Thế là Tết là một kín hết phòng, ngày nào cũng kín. Phu đến 15 đấy. Phu đến 15. 15 nó mới giảm giảm tí. À, 15 mới giảm giảm tí. Thế là cứ những cái giường, cái một giường này thì mấy trăm ngày Tết đấy cô? Phu khí khí là cứ 500 thôi. Vâng. Đây, phòng này phòng 600 nghìn này quá này. Đây, phòng 500 nghìn này. Khép kín nhé mà. Cái phòng 500 nghìn này rộng thật đấy. Vâng, rộng mênh mông. Đấy. Ô cái chạn này đẹp. Ô cái chạn này đẹp thế. Ô chạn ngày xưa của người, Lô Lô mình đây hay của người Mông đây cô? Cửa luôn luôn Ô đẹp nhờ, thiết ông kế này. bà chia cho anh
À, khi đi lấy vợ nó chia cho đấy. chia cho anh chồng. Đấy, bà chủ giàu nhất Giàu Lolo. nhất cái gì, không có tiền đấy Không có hả? tiền. Chào lâu, không có khách thì Vậy cứ chào thôi. chán, nhưng là đến từ tháng 8 lại đông khách ạ. Chơi đùa một tháng đây rồi. Mùa lại đông, thế người ta có đặt cơm luôn đây đúng không cô? Đêm ngủ đây, trả thư đây. À, mình Hôm lại qua mới có 4 khách đêm ngủ đây. à, bốn khách là ngủ phòng nào? Thế là được cả tiền ăn, ôi thế được hơn triệu, triệu rưỡi còn gì nữa. Một tháng chỉ cần 10 lượt khách như thế thôi là được rồi. Hôm mùa kia lại gỡ lại. Có việc làm thì không vui đâu. Đúng rồi, không có việc làm thì buồn mỏi chân tay lắm cô nhỉ. Thì chơi được một tháng rồi không có việc làm. À. Vừa mới Ngộ. là rửa hết xong là cứ nghỉ như thế này thôi. Vâng. Thế thế à, chú làm gì anh? À cô. Tôi cứ ở nhà tôi mà làm thuê, Vâng. tôi ở nhà. Chắc bây giờ tôi